mừng cho tất cả các em. Hôm nay chị sẽ giới thiệu với các em bộ đồ chơi cầu lông bông xịn. Ta-da! Đây chính là bộ đồ chơi của chúng ta. Lúc đầu thì chị cũng không biết đặt tên cho bộ đồ chơi này như thế nào nữa. Tuy nhiên sau đó chị nhìn thấy các hai bạn nhỏ đang chơi một quả cầu rất là giống cầu lông. Ngoài ra ở đây còn có bộ mông của anh tiểu bảo thú. Không phải, bộ mông của cô xin rất là to, rất là bự, rất là dễ thương đúng không nghe? Thường thì khi chúng ta chơi cầu lông thì chúng ta sẽ phải dùng những cái vợt và đánh qua đánh lại. Tuy nhiên với bộ đồ chơi cầu lông bông xin này thì không có vợt, mà chỉ có ở đây hai cu xin này và hai chú heo mọi nữa. Để khi mà cu xin đánh rắn thì sẽ thổi quả cầu bay qua bên kia, và chú heo mọi cũng tiếp tục đánh rắn thổi quả cầu bay lại. Bộ đồ chơi này thì chúng ta có thể chơi từ 2 đến 4 người, có nghĩa là có thể chơi cùng ba mẹ và chị em trong nhà. Bây giờ chị sẽ mở hộp đồ chơi này ra và khám phá xem bên trong nó có gì nhé. Wow. Ta-da! Hộp đồ chơi này được gói ghém rất là cẩn thận luôn. Cú xin có thể đánh rắm rất là to, còn to hơn tiếng rắm của anh tiểu thúi nữa. Còn đây là tiếng lợn kêu. Ủa, đáng ra lợn phải kêu un in un in un in. Tại sao lợn lại kêu là bíp bi bíp bi? À, đây là sân vợt của chúng ta. Lúc đầu thì chị nghĩ rằng bộ đồ chơi này cũng nhỏ thôi, nhưng mà sau khi lấy ra thì chị phát hiện ra rằng nó cũng khá là to. Bây giờ chị sẽ lắp quả cầu. Tại vì chơi cầu lông thì cần phải có quả cầu. Quả cầu thì sẽ được làm từ những miếng xốp như thế này. Đó. Một miếng ở trên và một miếng ở dưới. Đấy, như thế này. Sau đó chúng ta sẽ cho miếng dày hơn vào trong giữa. Wow, thành một quả cầu rồi này các em. Và quả cầu này rất là nhẹ, chúng ta có thể thổi thì nó cũng bay lên. Wow, các em thấy chưa? Sau khi lắp xong quả cầu thì chị sẽ lắp sân đánh cầu lông. Đây là tấm lưới chắn ở giữa này các em. Chúng ta sẽ xếp vào. À, wow, sân này rất là rộng luôn. Một bên là của anh Tiểu Bảo, còn một bên là của chị. Chỗ này thì chúng ta sẽ để quả cầu. Ta-da! Bây giờ thì chị sẽ dùng mông của cô xin và thử thổi quả cầu nhé các em. Phải thổi mạnh hơn mới được. 3, 2, 1. Mông của cô xin, quả rắm của cô xin rất là có uy lực. 3, 2, 1. Bắt đầu giao cầu rồi. Ok, anh Tiểu Bảo thì sẽ dùng chú heo mọ này, còn chị thì sẽ dùng mông của cô xin. Và sau đây sẽ là trận chung kết trong mơ của giải cầu lông mở rộng cấp vũ trụ hành tinh, cấp vũ trụ luôn, giữa hai đội là đội heo mọ và đội mông thơ. À, mông xin. Mông xin, đúng rồi. Anh Tiểu Bảo vậy thôi em ạ. Không được như vậy nhá. Cách chơi của bộ đồ chơi này thì rất là đơn giản thôi. Anh và chị Thơ sẽ đứng lên ba và cả hai người cùng thổi bằng, anh thì thổi bằng cái mỏ, cái mũi của con heo. Còn chị thì sẽ đánh rắm bằng mông của xin. Rồi, ba, làm thế nào để cho quả cầu này bay sang bên phần sân của đối phương mà phải rớt ở phần sân đối phương. Còn nếu mà rớt ra ngoài thì sẽ không được tính điểm. Rồi, ok. Em ai mà làm cho quả cầu rớt ở bên sân của đối phương thì sẽ được cộng một điểm. Rồi, ok. 3, 2, 1. Ở hiệp 1 thì đội của Thông Nguyễn đã thắng. Chúng ta sẽ chơi 10 hiệp. 10 hiệp thôi à? 10 hiệp thôi. 3, 2, 1, bắt đầu. Nó đã tiếp đất. À, tiếp bên phần sân của em trước khi rơi xuống đất. Vậy là tỷ số là 1 đều. 3, 2, 1, bắt đầu. Ở giữa. Không tính. Chứ không tính, rồi. 3, 2, 1. Cái chỗ đoạn này quả cầu chưa bay. Không tính. Đấy là Tiểu Bảo thua. Không tính. Chưa giao mà. Tiểu Bảo chết ra. Nếu mà đoạn này nó bay lên rồi, cao. Một đều. Nãy giờ một đều rồi mà. Bây giờ phải 2-1 nghiêng về chị Thơ Nguyễn. Rồi. Tiếp theo.
nha. Phải đặt công bằng nhá. Kiểu ở thế gian ghê. 3, 2, 1. Yeah. Mong xin chị ơi. Tưởng đơn giản nhưng mà trò này cũng khá là khó các em ạ. Phải làm sao? Phải làm sao mà phải bóp được kịp thời để cho quả bóng nó bay lên. Nếu mà trò này có 4 người thì sẽ vui hơn nhỉ. Hay là em rủ Thốn là Thốn lại chơi cùng nhá. Thôi không cần đâu. Không cần Thốn là chỉ phá thôi. Nào tiếp theo nhá. Tỷ số bây giờ đang là 3-2 nghiêng về anh. À nghiêng về chị Thơ. Ba. Chúng ta sẽ chơi khi nào ai đạt số 10 thì ai lên đến 10 chứ. Sẽ người chiến thắng. 3, 2, 1. Ra ngoài, ra ngoài. Nhưng mà tiếp theo nó là anh thổi, anh thua. Nếu mà tự nhiên em bắn nó phát ra ngoài. Ờ, rồi, ok. Đúng không? Tự nhiên anh chạm vào quả cầu rồi mà. 4, 2. Ờ, 4, 2. 3, 2, 1. Ô, hay vậy. Anh, đổi đi. Cho một cái mông này cho nó. Ôi. 3, 2, 1. Ôi, cho chơi mông này. Không chơi. Không, đặt hai tay ở hai bên mông này này, thổi rất là oách luôn. Rồi, ok. Đây, đây này. Không, anh sẽ không theo đội mông thơ. 3, 2, 1. À, em đẩy ra ngoài. Rồi, ok. Em đẩy ra ngoài. Rồi, bây giờ là 5. 3, 5. À, 3, 3, 5. 3, 2, 1. Yeah, em thấy mong... một phút nữa đánh rồi. Đang định nói em kêu em thấy mong xin. Vậy là 4-5. 4-5. 4-5 à? 4-5 nghiêng về phía chị Thơ. À, chết rồi. Đội đối thủ đang sắp được... Tỷ số đang bám rất là sát nút. Và trận đấu đang ngày một hấp dẫn hơn. Các em hãy chờ đón xem ai sẽ là người chiến thắng. Hay là mình chơi hai mông luôn đi. Ok. Ok. Hơi bị... Ui dồi ôi, bách đấy, bách đấy. Chưa đếm mà bị phạt 5 đếm. Chưa, đang thử thôi mà. 3, 2, 1. Chơi một mông thôi. Tỷ số bây giờ là 5 đếm. Chơi một mông thôi, khó chơi đấy, chơi hai mông không điều khiển được. Thế bây giờ anh chơi hai mông nhá. Ok. Em chơi một mông nhá. Ok. Chơi không? Chơi. Ok, 3, 2, 1. Chỉ là chấp anh Tiểu vào rồi nhưng mà anh Tiểu cũng không chơi được. 3, 2, 1. Yeah. 6 đều. Đang bám rất là sát nút rồi. 3, 2, 1. Không không anh chơi. Không anh chơi hai mông. Ờ thế anh chơi một mông. Chơi một mông thôi. 3, 2. Tỷ số là 7-6 nghiêng về phía anh. 3, 2, 1. 7 đều. Có nghĩa là anh bấm liên tục quá thì nó chưa nạp được hơi vào bên trong đây. À, có khi nó lại hút lại đúng không? Đúng rồi. 3, 2, 1. Ê, 8 chết rồi, chết rồi, chỉ còn 2 điểm số nữa thôi sao? Đúng rồi. Chị phải dẫn trước mới được. 3, 2, 1. Ồ, 8 đều. Rất là gay cấn luôn, rất là kịch tính luôn. Các em hãy dự đoán xem ai là người chiến thắng nhé. Hãy cổ vũ cho đội Heo Mọi. Hãy cổ vũ cho đội Mông Xin. 3. Đội Mông Xin rất là đáng yêu. 3, 2, 1. 9. Chỉ còn 1 điểm số nữa là đội Mông Xin đã giành chiến thắng. Thế thì để vút tóc để chuẩn bị giành chức vô địch mà. Rồi cố lên. Anh nghĩ là đội Mông Xin sẽ sớm giành chiến thắng ở hiệp sau. 3, 2, 1. Yeah. Ờ, ai bảo em đỡ. Em đỡ là coi như là không bị mà đúng không? Đã rớt ra ngoài coi như là đều, là huề. Rớt ra ngoài không tính. Em đỡ, ai bảo em đỡ. Đã rớt ra ngoài là không tính rồi. Rồi, vẫn là 9-8 đúng không? Em đỡ là em thua rồi. Tại vì em sợ nó rớt xuống dưới bẩn thôi. Không, không bẩn đâu. 3, 2, 1. Ồ, oh, 9 đều. Đúng rồi. Ai bảo chơi gian. Chỉ cần một điểm số cuối cùng này. Đúng rồi, một điểm cuối cùng thôi. Anh nhường em đi. Anh nhường em nhá. Ok. Và... cắt đoạn này đi. 3, 2, 1. Ồ, nó bảo anh nhường em à. Tôi làm ngay bây giờ. Lại.
rồi lại nhá. Nhường em nhá. Bye. Oh. Chỉ số bây giờ là 12-10. À 12-9. 11-9. 11-9. Ơ, à, chơi đều. Đều lại phá bóng chứ. Tại vì em đã bỏ nhường em mà. Thế, quay lại nhá. Quay lại nhá. Nhường em nhá. 3, 2, 1. Trò chơi hay hơn đó là chúng ta sẽ không dùng mông xin hay là dùng không dùng heo mọi nữa mà sẽ dùng mỏ để thổi. Mỏ thôi. Đúng. Ờ à, cũng hay đấy. Ok hay không? Rồi. Sẽ chơi 10 hiệp. 10 dùng hiệp mỏ. Luôn. Đúng. Hơi bị mệt luôn đấy. Hơi bị mệt đấy. Rồi. 3, 3 2 1. Đồ đều. Chơi sẽ bắn được miếng không à? 1 không? 3 2 1 2 không. Túi à, miếng anh túi. Em ấy bắn nước miếng vào mặt anh rồi mà... Chơi thì mập dần phụt phụt không à? Lấy hư của quả bóng rồi. Muốn đưa hết quả bóng. 3 2 1. Yeah. Rồi 2 1 nghiêng về anh tiểu bảo thúi cái em ạ. 3 2 1. Bốn hai bốn một thì anh 3 2 1. Rồi anh thổi ra ngoài rồi. 4 2 như vậy chị thật. 3 2 1. 4 3. 3 2 1. Bao nhiêu rồi? 9 5 nghiêng về phía em. Ơ à, nghiêng về phía anh tiểu thúi. Chơi tiếp không? Chơi tiếp một ván nữa. Một ván nữa nha. Ok. 3 2 1. Yeah! Vẫn chưa kết thúc anh ạ. Lần này rơi ra ngoài cho nên là chúng ta bắt buộc phải chơi tiếp. Anh cũng anh chịu thua. Nhìn anh yếu đuối quá. Anh thắng nhiều như vậy sao anh yếu đuối thế? Anh hãy phát biểu cảm nghĩ của mình đi. Anh chịu thua đi. Tại sao lại tự nhiên chịu thua trong khi phần thắng sắp nghiêng về anh rồi? Anh sắp chết đuối rồi. Tại sao vậy? Tội nghiệp anh tiểu thúi quá thế em ạ. Anh ấy đã toát mồ hôi ra như thế này đây. Và như vậy là sau một màn đấu vô cùng cam go thì chị đã mang về cho đội của Cu Xin một chiến thắng vô cùng thuyết phục luôn. Chị hy vọng rằng các em thích video này. Nếu các em thích nó thì hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em những video sau.